Xin mến chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay mình lại mời các bạn cùng dạo quanh cũng như chiêm ngưỡng cả một rừng mai vàng ngay phía trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình các bạn nhé. Và lúc này thì đã là chiều 30 Tết, cho nên các cơ quan chuyên môn cũng phần nào ngơ ngác cho bà con mượn một số lòng lề đường để xả hàng ngày Tết. Vậy cho nên là một cái không gian rất là rộng rãi và thoải mái các bạn nhé. Bến đỗ xe, rồi chỗ bán hàng rất là rộng rãi thoáng. Và đây là phía ngoài, những chùm mai vàng cua nhau khoe sắc thật là tuyệt. Tuy nhiên thì giờ này cũng đã là trưa 30 Tết và mai đào thì cũng còn khá là nhiều các bạn nhé. Và đây mới chỉ là đoạn đường phía ngoài, còn phía trong chợ thì vì chật quá mình cũng không vào quay được. Và đây là dãy đào rêu phai đẹp mỹ miều các bạn nhé. Cả một rừng mai đào thoải mái và chọn lựa. Suốt một đoạn đường hơn 1 cây số toàn là chỉ có đào và mai. Quá tuyệt vời. Mấy triệu? Hơn 5 triệu rồi. Mua đất hẳn hay thuê? Anh mua đất hẳn. Cây này còn non cây, khỏe cây. Cái này nó gọi là gốc đào khủng vừa rồi anh ấy mua đang cẩu đấy, giá là 5,5 triệu các bạn nhé. Mua đứt luôn chứ không thuê.
đây cũng chỉ là phía bên ngoài lề đường thôi. Mình xin tạm dừng clip ở đây nhé. Xin gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Xin chào.